Còn cái màn trình diễn của các vận động viên thì nó sẽ còn phụ thuộc tương đối là nhiều vào những cái tính toán của huấn luyện viên nữa, để xem rằng là có bất cứ một cái bài dị nào đó được mang ra trong ngày hôm nay hay không. Và thật sự rằng là hoàn toàn đồng ý với cả cái chia sẻ của anh Tùng rằng là bên phía của Quang Đông Phích họ rất đơn giản thôi, họ sẽ chỉ cần cố gắng nhắm vào Caris và thêm đó là cấm đi một vài con tướng nó đang làm mưa làm gió ở giai đoạn hiện tại. Đây, trên màn hình chúng ta đang có hai vị tướng đó, đó chính là Varus và Ashe. Paulu thì cũng là một hỗ trợ có khả năng đánh những con tướng tay dài khu đường dưới rất là tốt. Vì vậy thì bên phía của KDF đang đặt nặng trọng tâm là cấm đi những xạ thủ mạnh ở khu đường dưới của bộ đội Envy và Paulu. Còn ở phía bên kia thì Brion quyết định loại bỏ đi Kalista cùng với Huy. Và lực cấm cuối cùng của KDF tiếp tục nhắm số khu đường dưới của Brion với lực cấm Smolder. Một con bài mà tôi nghĩ rằng sẽ xuất hiện khá nhiều ở tại LCK tại phiên bản 14.3 này. Lựa chọn cuối cùng để cấm đi tới từ bên phía của Brion cũng là một con tướng sẽ hướng xuống khu vực nửa dưới của bản đồ. Có vẻ như là cặp đôi Boon cùng với Endil và Envy cùng Polu đang rất được sự quan tâm khi mà cái sự thay đổi phiên bản nó đang hướng xuống khu vực nửa dưới bản đồ tương đối là nhiều, với một vài những cái vị tướng đang vừa có vị tướng mới và vừa có những cái sự trở lại của những vị tướng cũ. Và Quang Đông Freaks họ sẽ đưa ra cho mình sự lựa chọn first pick, power pick, đó chính là Karma. Như vậy là bên phía của KDF mời, nhưng mà có vẻ Brion cũng chưa vội trong việc lấy con Azir đường giữa dành cho Karis, mà thay vào đó họ lấy hai con bài chống chịu tuyến đầu là Cersei cùng với Sejuani. Họ hoàn toàn có thể có được Azir ở tại lựa chọn thứ ba của mình, trừ khi bên phía của KDF đẩy Karma xuống vai trò hỗ trợ và tước đi Azir của Karis. Cùng xem là quyết định đưa ra đến bên phía của Quang Đông Freaks sẽ là những lựa chọn như thế nào ở tại lượt pick thứ hai và thứ ba của họ. Đó là một con Aatrox khu đường trên dành cho Dudu để đối đầu cùng với Cersei của Morgan. Lựa chọn thứ ba thì sẽ cho chúng ta biết câu trả lời là liệu rằng họ có muốn tước đi Azir của Karis hay không. Tôi đang nghĩ rằng là bên phía của cả hai đội tuyển sẽ hoàn thành khu vực nửa trên bản đồ của mình luôn. Nó sẽ là như thế này, sẽ là dành cho Kurs cùng với cả Dudu những sự lựa chọn trước. Và thực ra điều này rất là thú vị nha, tức là cả hai đội tuyển đều đang có những con bài ở khu vực đường dưới chưa được mang ra. Và họ tự tin rằng là dù bước sang phase 2 nếu như có bị cấm thêm thì họ vẫn sẽ có thể lựa chọn được. Quang Đông Freaks họ đưa ra lời khẳng định rồi, chúng tôi vẫn còn bài ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Và Brion bây giờ liệu rằng họ có lấy về xạ thủ hay không, hay sẽ là Boy One Champ Azir dành vâng khóa luôn rồi dành cho Karis. Rồi, ít nhất là có được tướng tủ trong tay thì Karis có thể làm một điều gì đó. Mặc dù là tỷ lệ thắng đường của Karis ở tại mùa giải này thì nó cực kỳ là thấp, kể cả là anh ta có đánh Azir đi chăng nữa thì cái tỷ lệ thua đường của anh ta tại khu đường giữa nó vẫn rất cao. Còn ở tại phase 2 thì chắc chắn là sẽ có những xạ thủ khác bị cấm đi rồi. Đã có rất nhiều xạ thủ bị cấm ở tại phase 1 và ở tại phase 2 thì cũng sẽ có rất nhiều những xạ thủ bị cấm thêm. Với lực cấm đầu tiên mà Brion đưa ra đó chính là con bài Ezreal nhắm tới khu vực đường dưới của Boon và Endil. Còn ở phía bên kia thì để xem KDF sẽ nhắm tới những xạ thủ nào của Envy trong ngày trở lại của anh ta đây. Vậy là chúng ta còn đó Lucian, chúng ta còn đó những vị tướng như là Jinx, Sayya, Jhin, Aphelios. Thứ hai điểm mà đọc xạ thủ ra thì tương đối là nhiều, nhưng quan trọng rằng là để mà lắp ghép được vào hai đội hình này thì nó sẽ là những cái sự tính toán của hai vị huấn luyện viên. Đếm ở trên bảng cấm thì đang là 7 vị tướng xạ thủ bị cấm đi rồi. Draven đã bị cấm đi là vị tướng thứ 8, và chuẩn bị sẽ có vị tướng thứ 9 bị cấm đi hay chăng đây. Cái sự tính toán của hai vị huấn luyện viên đang rất là thú vị nha. Và cũng không còn nhiều xạ thủ tại khu đường dưới dành cho cả hai đội nữa rồi. Lúc này thì còn Caitlyn, còn Kai'Sa, còn Jerry dành cho cả hai bên. Với đội bên phía của Brion thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ cần một hyper carry khu đường dưới như là Jinx hoặc là Aphelios. Sayo Rakan cũng sẽ bị loại bỏ mất một Rakan ở tại tình huống này. Và cùng xem là Envy sẽ hướng tới xạ thủ nào tại khu đường dưới dành cho anh ta. Jinx, tôi nghĩ rằng là cái cặp đôi Jinx cùng với cả Azir thì chúng ta đã được theo dõi rất là nhiều rồi. Tức là đến giai đoạn giữa trận đấu thì cái cặp đôi này nó sẽ phát huy được tối đa cái tác dụng của mình về nguồn sát thương. Và tương tự thì Jerry cũng là như vậy. Đến giai đoạn giữa của trận đấu thì cái nguồn sát thương của bên phía Brion họ sẽ khá là dồi dào. Thêm đó là cái nguồn sát thương bổ sung tới từ cái Sante của Morgan nữa. Và họ sẽ để cho Polu là người chọn cuối cùng để có thể dễ dàng tìm ra cái kèo đi đường so với cả Boon và Andy bên phía bên kia. Và bây giờ sẽ là cái giai đoạn mà cần phải hoàn thành đội hình của mình tới từ bên phía Quang Đông Freaks. Nào cùng xem là Boon cùng với Andy sẽ lấy cái gì tại khu đường dưới. Thực ra là cánh trên của họ đã có rất là nhiều sát thương với bộ ba Lee Sin, Karma cùng với Aatrox rồi.
Nhưng Bun vẫn muốn hướng tới một xạ thủ rất giàu về mặt sát thương tại khu đường dưới, đó chính là Aphelios, và họ cũng lấy luôn cả Milio để phần nào đó hạn chế đi khả năng búp tới từ Milio tại khu đường dưới dành cho Jerry của Envy. Còn quay trở lại với bên phía của Brion thì họ sẽ có lựa chọn hỗ trợ ở tại lựa chọn cuối cùng của mình dành cho Paulu, và đó sẽ là Nautilus để bắt cặp cùng với Jerry. Như vậy thì đội hình đến từ cả hai bên đều đã rõ, và Brion đang có một đội hình có khả năng tăng tiến sức mạnh được đánh giá là rất tốt về giai đoạn nửa sau ván đấu, với một đội hình có 2 carry và 3 chống chịu mở giao tranh. Còn ở phía trường hướng ngược lại thì bên phía KDF có một cánh trên nhiều sát thương hơn, nhưng bù lại họ đang không có một chống chịu thuần ở trong đội hình của mình. Vâng, và chúng ta thấy rằng là bên phía của Quantum Freaks mặc dù được sự lựa chọn sau, nhưng mà Andy cũng đang có cho mình một con bài tương đối là ổn để có thể bảo kê cho Bun. Với Milio có thể khắc chế được những cái tình huống tung ra hiệu ứng khống chế tới từ Gideon hay là tới từ Polu, và đảm bảo được rằng là Bun sẽ an toàn. Dù là bên phía của Quantum Freaks họ đúng thật là có tương đối là nhiều sát thương, nhưng mà tôi vẫn cảm tưởng rằng là phần nào đó vẫn đang bị phụ thuộc vào người chơi xạ thủ của mình, khi mà cái khả năng chống chịu nó sẽ có lẽ sẽ được ưu tiên hơn để tạo ra cái khoảng trống cho con Aphelios nên thoải mái xả sát thương. Bởi nếu như mà cầm Aphelios thì không thể nào mà đơn giản chỉ là đánh tròn vai được, khi đó thì sẽ bị thiếu hụt về nguồn sát thương ở trong những tình huống giao tranh lớn. Vâng, đúng là như vậy, và đây là một ván đấu mà tôi cảm giác là cấm chọn bên phía của Brion đã có một đội hình khá ổn để họ có thể xử lý với giai đoạn nửa sau ván đấu bằng những carry của mình. Tuy nhiên thì vấn đề lớn nhất mà Brion gặp phải ở trong những vòng đấu vừa qua là khâu đi đường. Thì cùng xem là cái khâu đi đường của Brion ở trong ván đấu đầu tiên này với một đội hình đang được đánh giá là rất vào form như KDF sẽ được diễn ra như thế nào, và liệu rằng bên phía của Brion có vượt qua được khâu đi đường đó hay không nữa. Vâng, thưa các bạn khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau tới với ván thi đấu đầu tiên trong cặp BO3 giữa Quantum Freaks đối đầu với OK Brion trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt, bản quyền thuộc về Box Sport. Và chúng ta đang thật sự rất là quan tâm tới cái câu hỏi rằng là bao giờ thì Brion mới nổ hũ, và liệu rằng nó có phải là trong trận đấu này hay không, khi mà bên phía của Brion họ đang mang về cho mình một cái đội hình cũng đặt tương đối là nặng về vấn đề đi đường, khi mà chỉ tới khi Envy cùng với cả Karis đạt được tới giai đoạn giữa của ván thi đấu với 2 món trang bị hoặc là 2 món rưỡi thì khả năng gây sát thương của Brion mới có thể phát huy được tối đa. Vâng, và tất nhiên là trong khoảng thời gian mà họ tăng tiến sức mạnh đó thì KDS chắc chắn là sẽ có những lời đáp trả với đội hình đang có được khả năng tấn công rất mạnh tại khu cánh trên của họ với Lee Sin, Karma cùng với Aatrox. Có lẽ sẽ là những tình huống di chuyển để kiểm soát các mục tiêu lớn như là sâu hư không hay là dòng nguyên tố dành cho Curse. Khởi đầu thì đó là một pha nội hỏa King Mantra trượt tới từ Bulldog. Và Karis thì Azir của anh ta vẫn sẽ đánh bằng Azir bước chân thần tốc khu đường giữa với khả năng cấu rỉ liên tục bởi Karma của Bulldog, thì rất cần đến khả năng phục hồi từ bước chân để giúp cho Karis có thể có được những chỉ số pha một cách an toàn. Còn ở khu vực vòng rừng thì đang có một vòng rừng từ trên xuống tới từ cả Curse lẫn cả Gideon. Nhưng không biết là Gideon có muốn xuống khu vực cánh dưới bản đồ sau khi có được bãi chim kỳ biến dị ở cấp độ 2 hay không. Quyết định của anh ta là farm lên khu vực bồ đỏ. Như vậy sẽ là vòng rừng có điểm chung xuống cánh dưới đến từ cả hai người chơi đi rừng. Nếu như mà Polu có được ít nhất là một cho tới hai cú móc chính xác để có thể trao đổi so với cả Bun và Andil thì người chơi đi rừng của Brion sẽ là người có được lợi thế. Còn nếu không thì nó sẽ là như thế này. Đó, nếu không thì Polu và Envy sẽ là người gặp bất lợi khi mà cái sải tay của Aphelios cùng với cả Milio ở giai đoạn cấp độ 1, cấp độ 2 là tương đối là dài và nhỉnh hơn. Nhưng tuy nhiên, lên cấp 2 trước, Polu đang rất tự tin lao lên và đánh tình huống nội tại vào người của Bun. Bun đang mất rất là nhiều máu, buộc phải lui về và hút máu ngược trở lại bằng súng huyết tinh của mình, bật luôn cả tốc hành để có thể thoải mái lui về cùng với sự hỗ trợ của Andil. Và đó là một thiêu đốt đổi lấy một tốc hành để cố gắng lấy được lợi thế ở giai đoạn đi đường. Cạnh tranh khả năng đầy đường khu đường dưới là rất quan trọng trong việc kiểm soát cua dành cho cả hai người chơi đầy rừng, nên bên phía của Brion cùng với KDF rất chịu khó trong việc đầu tư những phép bổ trợ để lấy thế đầy đường trước. Và vừa rồi cũng là một pha xử lý rất là tinh ý đến từ bộ đôi Bun cùng với Andil. Họ dứt điểm con lính và có được cấp độ 2 nhằm có được một tiếng rút lui mà không mất quá nhiều tài nguyên. Nhưng đợt đẩy vẫn đang nghiêng về cho bộ đôi đường dưới bên phía của Brion. Đây là một tín hiệu tốt. Điều đó có thể sẽ khiến cho Curse cần phải suy nghĩ đến câu chuyện là cạnh tranh cua đường dưới như thế nào. Envy thậm chí chủ động lướt lên với nhanh như điện để gây sát thương và đẩy đường nhanh hơn ở đợt lính này. Hai người trên rừng cũng đang có mặt ở tại bộ lợi cánh dưới bản đồ, và cú móc thành công tới từ vị trí của Paulu. Sát thương bồi vào cũng là tương đối đáng kể tới từ Envy. Với mỗi một lần kích hoạt cú E của mình lên thì Envy sẽ có cái khả năng bắn xuyên lính. Và chính vì vậy nên là cái tốc độ đẩy đường và cái khả năng trao đổi của bên phía Brion đang là nhỉnh hơn.
Và đúng như những gì mà chúng ta đang được nhận định thì bên phía Orion họ sẽ là người có được quyền kiểm soát ở khu vực cua dưới. Và đó, Kurs ngay lập tức phải biến trở về nhà để có thể lên khu vực nửa trên của bản đồ, nơi mà Dudu đang là người đẩy, để có thể trao đổi cua so với cả Guidon bên phía bên kia. Và đơn giản sẽ là một cái giai đoạn đi đường những phút đầu tiên tương đối là hòa hoãn và chỉ trao đổi mà thôi. Chỉ trao đổi, và rõ ràng là bên phía của Brion sẽ có được những cái lợi thế với việc là đường dưới của họ đẩy đường trước, họ di chuyển về và đi ra nhanh hơn. Còn cái vòng rừng thì Guidon cũng có được con cua dưới mà anh ta không mất quá nhiều thời gian. Còn Kurs thì có được cua trên nhưng đã phải về nhà một lần, và đây là bãi chim khỉ thứ hai của Guidon. Anh ta sẽ là người cạnh tranh nó cùng với Kurs. Kurs còn trừng phạt sau tình huống ăn cua thì anh ta quyết định giữ lại trừng phạt để cạnh tranh với Guidon ở tại khu bãi chim khỉ biến dị này. Karis vừa về nhà dịch chuyển trở lại, và sự tự tin đến từ Kurs là có cơ sở do là đường giữa của KDF vẫn đang có thế lính đẩy tốt dành cho Bulldog. Trừng phạt và cướp thành công bãi chim khỉ biến dị thứ hai của đối phương tới từ Kurs. Đó là cái sự chủ động rất là cần thiết của người chơi đi rừng bên phía Quan Đông Freaks. Mặc dù rằng Karis nhỉnh hơn về lượng đồ với lần trở về nhà đầu tiên, nhưng Bulldog đang ép cho Karis phải đứng phàm sát trụ. Và ngay lập tức là Kurs tiến vào, và nếu như gặp khó khăn, thậm chí rằng Dudu hoàn toàn có thể là người di chuyển ra trước. Và ở đường dưới lại là móc cổ đeo chính xác. Polu đang chơi rất là tự tin, liên tiếp cố gắng kéo máu, nhưng lần này thì Bull đang trao đổi tốt hơn. Polu vẫn sẽ có thể giữ được nhịp đẩy chung với cả Envy. Cái khả năng xử lý Nautilus của Polu trong ván đấu này đang là rất tốt. Cái tỷ lệ móc trúng của anh ta đang là rất cao và trực tiếp mang lại những áp lực đứng dưới dành cho bên phía của Brion trong việc đẩy đường. Nhưng lúc này thì dòng nguyên tố đầu tiên liệu rằng bên phía của Brion có xuống để kiểm soát nó hay không. Quyết định đưa ra đến từ bên phía của Brion có lẽ sẽ phải là một tình huống đổi mục tiêu, do là Kurs đã rất là chủ động trong việc di chuyển đến khu cánh trên và có được con sâu lượt một. Nhưng Kurs cũng hoàn toàn có thể bỏ qua hai con sâu phía sau để hướng tới tình huống di chuyển xuống khu hang dòng nguyên tố nếu như bên phía Brion có định phát động tấn công tại đây. Nhưng với tình huống này thì thông tin nhận được của KDF với một con mắt cắm tại khu hang rồng là Brion chưa khởi động dòng nguyên tố. Do đó cái nhịp rồng chậm của Brion khiến cho Kurs cũng rất là thoải mái trong việc ở lại khu vực cánh trên lâu hơn và kiểm soát hoàn toàn ba con sâu không ở tại lượt một, mà vẫn có đủ thời gian để cạnh tranh con rồng nguyên tố. Nếu như không có gì thay đổi, lại là cú móc thành công tới từ Paulu, và lượng sát thương bồi vào tới từ Jerry của Envy đủ để lấy đi nửa cây máu của mình cùng với cả Andy nữa. Khả năng trao đổi quãng ngắn cực kỳ tuyệt vời của Envy và Paulu. Và đây là cái mà tôi đang rất là muốn nói tới ở cái cặp đôi này. Chỉ cần Paulu có ít nhất là một tình huống kéo chúng thôi thì đã có thể đổi lời rồi. Nhưng Polu nãy giờ đã có 4 tình huống kéo chính xác. Nhưng bây giờ ở con rồng này, Guidon đang lao vào tấn công, nhưng Karis không thể di chuyển được bởi vì Karis đã bị chặn lại bởi Bulldog. Kurs đang lao tới sóng âm không chính xác. Guidon vẫn đang tấn công vào con rồng này. Envy đang ở đây. Polu đang đứng che không cho Envy và Bu tiến ra. Và Kurs sẽ phải tìm đường để hộ thể tốc biến lao vào cướp con rồng này hay chăng đây. Đầu lao vào giao tranh Envy nạn nhân. Envy giữ lại. Envy mất rất là nhiều máu. Buộc phải lui về. Envy tốc biến lên bắn. Envy đang rất là đau rồi. Nhưng bây giờ là Kurs lao lên, buộc cho Polu và Guidon phải lui về. Bulldog đang tới. Giữ chân được Polu rồi. Guidon tốc biến bỏ chạy. Nhưng đó là chiến công đầu thuộc về Bull. Người nằm xuống là Envy. Và thậm chí rằng đó là double kill dành cho Bull. Giai đoạn đi đường của Envy cùng với Polu biến thành sông thành bể hết rồi. Lợi thế đường dưới đã không có bao nhiêu, lại còn mất double kill vào tay của xạ thủ đối phương là Aphelios. Thực sự là một tình huống giao tranh không có kết quả khác được, do là đường giữa của Brion không thể di chuyển nổi. Lựa chọn Azir đang khiến cho khu đường giữa của Brion bị mất kiểm soát hoàn toàn, mặc cho phong độ của những tình huống nội hỏa King Mantra cho tay Bulldog ở ván đấu này nó không phải là quá tốt. Nhưng anh ta vẫn là người đẩy đường được và di chuyển được. Còn Karis thì bị chôn chân hoàn toàn ở tại khu đường giữa. Đó là một tiếng giao tranh rõ ràng là lợi thế về người trông thấy dành cho bên phía của KDF. Họ quyết định đánh chặn và chọn mục tiêu tấn công là Endil. Nhưng cái lượng sát thương đến từ họ là không đủ, hiệu khống chế là không đủ. Endil chỉ cần đơn giản nhấn cú tốc biến và rút lui thành công. Và sau đó khi Bulldog di chuyển xuống với nội hỏa King Mantra, thì đó lại là những mà hạ gục liên tục rơi vào tay của xạ thủ KDF trước sự bất lực của Azir cho tay Karis. Nguồn sát thương của con Aphelios trong tay của Bull là rất dồi dào, bởi vì là anh ấy được bắn vô cùng thoải mái từ đầu đến cuối giao tranh mà không có bất cứ sự khó khăn nào cả. Kurs đã có cho mình cấp 6, đường giữa vẫn đang là thế đẩy, đường trên cũng đang là thế đẩy. Kurs đang cực kỳ tự tin tiến vào để có thể tiếp tục cướp rừng của Guidon. Trừng phạt trên người của Kurs là có, Guidon cũng tương tự là như vậy. Guidon bị tấn công, bị sút ra và sẽ mất con bùa đỏ này. Xử lý tốt tới từ Guidon. Ý nhất là Guidon vẫn giữ lại được con bùa đỏ và thậm chí lấy được cả nộ lông cước tới từ cướp phía bên kia. Anh ta cũng có cấp độ 6 sau khi có được con bùa đỏ vừa rồi. Và cùng xem là Guidon với một cú chiêu cuối bô la băng hàn thì anh ta sẽ thể hiện khả năng tác động tới ván đấu như thế nào. Còn khu đường trên thì Morgan đang vào một kèo khó, kèo thua về mặt chất tướng, và Morgan đang có những sự thua thiệt nhất định với Dudu phía bên kia về mặt chỉ số farm và khả năng trao đổi chiêu thức cũng tương tự là như vậy. Pha đứng rình ở tại khu vực sông dưới trên một mắt kiểm soát tới từ Guidon.
Nhưng Kama còn tốc biến thì Bulldog vẫn đang đánh rất là an toàn với cái giày thủy ngân được hướng tới sớm. Việc canh khu đường giữa gần như là điều không thể dành cho đường rừng của Brion. Và anh ta sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện là hạn chế Bull như thế nào đây, khi mà Bull vừa về nhà với cú double kill vừa rồi thì anh ta bắt đầu có lượng trang bị mang ra vượt trội hoàn toàn so với Envy. Cả hai người chơi xạ thủ đều rất là quan tâm tới giai đoạn đi đường bằng việc là lên cho mình cái lưỡi hái. Nhưng với hai điểm hạ gục vừa rồi thì cái nguồn sát thương của Bull đang tương đối là dồi dào. Cái khả năng trao đổi so với cả Envy bây giờ có thể hoàn toàn sẽ nhỉnh hơn rồi. Nếu như Envy có những tình huống xử lý kỹ năng bảo kê tốt, Polu cùng với cả Envy thì vẫn nỗ lực để có thể duy trì cái thế đẩy của mình. Tuy nhiên nếu như chỉ một lần cut cùng với cả Bulldog hướng xuống khu vực nửa giữa bản đồ thôi thì rất có thể rằng Envy cùng với cả Polu nếu như không phép bổ trợ sẽ phải nằm xuống. Hiện tại thì cut đang đứng trên tầm nhìn, ngay khi bước ra thì Envy và Polu sẽ lui về. Nhưng đơn giản chỉ là áp lực để farm mà thôi. Và Gideon đang bị phát hiện vị trí ở đây. Nhưng mà Bulldog đang khá là đơn độc, đang bị tấn công, vẫn còn có thể trao đổi chiến thức cường trở lại được, buộc cho Gideon cùng với Karis phải lui về. Rất tự tin với một cái giày thủy ngân thì Bulldog không ngại anh ta sẽ là mục tiêu bị nhắm tới bởi pha tấn công đến từ cặp đôi mid rừng đối phương. Tôi nghĩ rằng lượng sát thương đến từ bộ đôi Karis cùng với cả Gideon sẽ không đủ để làm khó Kama của Bulldog. Phía sau Bulldog trong pha vừa rồi cũng có sự hiện đến từ Curse, người cũng đã vừa kịp hồi lại cái nộ long cước của mình. Và lúc này đang là một tình huống kéo thẳng cặp đôi mid rừng của mình xuống khu cánh dưới, khiến cho Gideon bắt buộc phải rút lui mà thôi. Anh ta không có được áp lực tới từ người chơi đứng giữa của mình và liên tục để mất quyền kiểm soát tại khu vực sông. Thì những lượng tầm nhìn nhỉnh hơn, những con cua được kiểm soát đến từ phía KDS, nó là một tiền đề tốt để họ có thể hướng tới con rồng nguyên tố đầu tiên trong ván đấu này trước khi lên khu vực cánh trên và kiểm soát những lượt sâu không thứ hai. Và ván đấu này thì trước đó đã là 3 sâu dành cho KDS rồi. Nếu như thành công trong việc khai thác thêm những con sâu không nữa thì đội hình bên phía KDS sẽ có một khả năng tăng tiến sức mạnh về dạng giữa ván đấu rất tốt với những áp lực lên công trình của Brion. Chúng ta đang là thấy rằng là mặc dù có được cái khả năng đẩy khu vực đường dưới rất là tốt, nhưng mà từ khóa đã ở đường dưới có giao tranh nổ ra, đó là phân chia thiên hạ bị outplay bởi cú tốc biến của Bulldog. Và bây giờ thì không còn tài nguyên để cạnh tranh sâu nữa rồi, không còn cú phân chia thiên hạ đó, chỉ còn cú bô la băng hàn thì cũng sẽ hơi khó để cho bên phía của Brion họ tiến vào sâu hư không. Tuy nhiên Curse cũng rất là cẩn trọng, anh ta lui về sau khi ăn được thêm một con sâu nữa. Ở đường trên là có giao tranh nổ ra, có chữ cuối từ Morgan đang muốn tấn công với Dudu, và bây giờ là có bồ tới. Gideon tung ra cú bô la băng hàn cũng bị outplay bởi cú tốc biến của Dudu. Hai tình huống tấn công nhưng mà Morgan vẫn chưa dừng lại. Với pha lao lên, lượng sát thương đến từ Morgan là rất đáng kể. Và sau đó Gideon tốc biến cái gì đây? Không cần đến Gideon, Morgan tự xử lý cái bàn này. Và đó là solo kill dành cho đường trên của Brion. Sai công thức nhưng đúng kết quả. Trời ơi, anh Tùng ơi, tôi không thể biết được chúng ta đang phải theo dõi cái màn trình diễn như thế nào của Brion nữa. Bao giờ thì họ mới nổ hũ được đây? Thi đấu thực sự là không hề tin tay một chút nào cả, hơi có phần vội vàng, và chính cái sự vội vàng đó đang khiến cho họ, mặc dù đúng là họ đã có được kết quả đúng rồi, nhưng mà họ vẫn bị sai công thức. Và nếu như mà trong 10 tình huống thì chỉ có được một tình huống thôi, và chúng ta vẫn phải nhìn thấy cái sự xuất sắc của Morgan lên tiếng thay cho những thành viên còn lại của Brion. Hai pha tấn công liên tục đến từ các thành viên bên phía của Brion, một pha tấn công ép được tốc biến đường giữa, một pha tấn công thì cuối cùng họ vẫn có mạng của Dudu khu vực đường trên sau một tình huống mà Dudu có vẻ như đã quá tự tin sau khi anh ta thoát khỏi cái bô la băng hàn. Anh ta có định quay ngược trở lại để trả sát thương nhưng quên rằng Morgan vẫn đang ở dạng chơi khô máu và còn lượng thời gian đấy từ tốc hành là rất đáng kể. Và đó là một sai lầm khiến cho Dudu đã phải trả giá bằng một pha solo kill dành cho Morgan. Nhưng tất nhiên là những lượng tài nguyên được đầu tư tới từ bên phía của Brion trong khoảng thời gian vừa qua đã bị bên phía của KDF khai thác ngược trở lại. Đó là 6 sâu dành cho Curse trong ván đấu này. Khu vực đường trên thì Dudu luôn là người đẩy mạnh hơn, khu vực đường giữa thì cũng là Bulldog là người đẩy tốt hơn. Và khi mà cái lượng tài nguyên mà bên phía Brion họ bỏ ra nhiều đến mức độ như vậy thì Curse đơn giản là tiến vào và kiểm soát mà thôi. Và bây giờ khi mà không còn những cái mục tiêu ở khu vực nửa trên của bản đồ nữa rồi, con sứ giả chưa có mặt trên bản đồ, thì Curse sẽ có mặt ở khu vực nửa dưới để hỗ trợ cho Bull cùng với Andy đẩy đường, qua đó để chuẩn bị kiểm soát cho mình con rồng đầu tiên của bá thiệu này. Con rồng nguyên tố đầu tiên thì chưa được bên nào kiểm soát cả. Trước đó thì có một tiếng giao tranh diễn ra với cú double kill dành cho xạ thủ của KDF, nhưng đó không phải là tình huống có rồng dành cho một trong hai bên. Và con rồng này thì bên phía của KDF đang gặp một chút bất lợi do là đứng giữa của họ, một con Kama đã không có phép bổ trợ tốc biến, hoàn toàn có thể là mục tiêu bị chọn cho tiểu tấn công đến từ các thành viên bên phía của Brion. Brion có rất nhiều hiệu khống chế với những pha phân chia thiên hạ của Karis, bô la băng hàn của Gideon hay là cả những tình huống thủy lôi tầm nhiệt của Polu nữa. Vì vậy những áp lực hiện tại của KDF ở tại khu cánh dưới đang được đánh giá là ít hơn so với Brion. Và liệu rằng Brion có đủ khả năng để giao tranh hay chưa? Lúc này ít nhất đã có sát thương rồi nha. Họ đã có một cái giao điện trên người Envy để đẩy đường, họ đã có được một cái nanh Nasor trên người Karis, và họ sẵn sàng giao tranh.
Và đây một cú bóc bỏ neo nặng nhưng chỉ là Curse. Tất cả mọi thứ nhồi vào đầu Curse. Curse chắc chắn sẽ phải nằm lại trong pha này. Ai ăn mà thôi, nhưng Curse vẫn còn đang sống. Và Curse thiếu chút nữa đã có thể tỉnh được rồi. Nhưng Curse đã phải nằm, không còn cái trừng phạt nữa. Thì Quang Đông Freaks họ cũng không cần phải nỗ lực lao vào con rồng hay làm gì cả. Đó rõ ràng là một tình huống mất kiểm soát tại khu vực sông dưới. Nhưng bên phía KDF vẫn có ý định cạnh tranh con rồng nguyên tố với Brion. Và Brion với pha mở xuất sắc của Paulu. Paulu đã chiếm được vị trí trong bụi cỏ không có tầm nhìn của KDF và mở một cú khiến cho Curse đã bị bất ngờ. Mặc dù là Lee Sin của anh ta còn nỗ long cước còn cả tốc biến cùng với khả năng phục hồi đến từ giáo Thiên Ly, nhưng nhiều đó là không đủ trước hàng loạt hiệu khống chế và sát thương tới từ bộ ba bên phía của Brion. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha này. Paulu đã móc một cú xuất sắc đẩy thủy lôi tầm nhiệt vào. Họ trồng hiệu khống chế khiến cho Curse bắt buộc phải tốc biến rút lui cùng với lớp giáp ảo đến từ linh giáp của Bulldog, nhưng nhiều đó là không đủ. Và quan trọng là mạng trong tình huống vừa rồi thì nó rơi vào đúng người, đó là Karis. Người có khả năng carry ở giai đoạn giữa của trận đấu dành cho bên phía của Brion. Người mà tôi nghĩ rằng là dù gì đi gì thì bên phía Brion họ vẫn phải tin tưởng mà thôi. Bởi vì nguồn sát thương bây giờ là phụ thuộc vào Karis và phụ thuộc vào Envy. Mà bây giờ thì Envy đang không còn được cái sự chênh lệch so với cả Boon nữa rồi. Thì Karis có mạng cũng sẽ là một cái điểm mà bên phía của Quang Đông Freaks họ có thể tin tưởng được. Và bây giờ khi mà cái giai đoạn đi đường đã kết thúc rồi thì cặp đôi xạ thủ hỗ trợ sẽ được đẩy ra khu vực đường giữa, thì cái khả năng kiểm soát cánh trên của bên phía Quang Đông Freaks họ sẽ còn càng mạnh hơn so với cả ban đầu. Tốc độ đẩy của Boon và Andy đã nhỉnh hơn so với cả Envy và Polo. Đường trên Dudu lúc nào cũng có được thế đẩy tốt. Và bây giờ tiến ra sứ giả. Tuy nhiên Dudu vừa bị ép về và Quang Đông Freaks đang bị mất thế ở khu vực hàng sứ giả. Cú móc trượt của Paulu nhưng vẫn còn đó bô la băng hàn của Gideon để có thể mở giao tranh. Và họ sẽ gặp một rào cản, đó là chiêu cuối tới từ vị trí của Andy. Mà thôi, rất tiếc cú bô la băng vừa rồi của Gideon thậm chí còn không đổi được một cú chiêu cuối của Andy nữa. Tiền đề trước đó đến từ Morgan là quá tốt sau khi anh ta có được đẩy khu đường trên và ép được cả Dudu mất đi chiến binh tận thế. Dudu trong pha vừa rồi anh ta cũng rất là rén do là anh ta không còn tốc biến và sợ cái thế từ nhà đến trường nên anh ta đã phải đầu tư chiến binh tận thế chỉ để rút lui. Nhưng nhiều đó lợi thế của Morgan tạo ra nó cũng không đủ để Brion có thể có được con sứ giả của ván đấu này nữa. Những cái tình huống xử lý kỹ năng không chính xác tới từ bên phía của Brion nó đã để lại một cái hậu quả rất là lớn là như vậy. Và đây là chúng ta đã được nhìn thấy một cái minh chứng rất là rõ nét rồi. Đó chính là nếu như sai công thức thì trong 10 tình huống chỉ cùng lắm được một tình huống có thể thành công mà thôi. Và Brion mặc dù có được cho mình con rồng ở ván thi đấu bằng cái khả năng kiểm soát cánh dưới tốt, bằng việc là có thể tìm kiếm được Curse đang đi lạc, nhưng toàn bộ khu vực nửa trên của bản đồ là mất thế hoàn toàn. Mặc dù tiền của ván đấu này đang chênh lệch ở một con số rất nhỏ cho bên phía của KDF, cũng như Brion cũng có được một dòng nguyên tố, tuy nhiên thì rõ ràng là sức ép đến từ Aphelios, hai mạng hạ gục sớm trong đó có chiến công đầu của Boon vẫn đang là một trong số những sức ép không hề nhỏ dành cho Brion ở tại giai đoạn giữa của ván thi đấu. Nhưng cũng phải có một lời khen cho phía Brion là ít nhất tại ván đấu này họ không còn bị thua đường quá nặng nữa. Họ vẫn có được những mạng hạ gục dành cho Karis, họ vẫn ít nhất là duy trì một khoảng cách chênh lệch về tiền ở con số an toàn và chờ đến ngưỡng sức mạnh tầm 2 đồ trở lên đến từ bộ đôi Envy cùng với Karis thì họ hoàn toàn có đủ cơ hội để giao tranh 5 năm trực tiếp với bên phía của KDF. Nhưng đó lại là một vấn đề nữa xuất phát ở đội hình bên phía của Brion ở tại mùa giải này, là khả năng đánh teamfight chọn vị trí của họ không thực sự tốt. Brion họ đang cố gắng để có thể tạo thêm khoảng trống cho Envy. Mà chúng ta vừa rồi mới thấy rằng là Envy đang là người có được cái lượng kinh nghiệm nhỉnh hơn so với cả Boon bên phía bên kia và đang cố gắng để cho Envy là người đạt được level 11 trước. Khi đó thì cái khả năng giao tranh của Brion họ sẽ nhỉnh hơn được một chút xíu. Họ cũng sẽ có cái cơ sở để có thể tin vào người chơi xạ thủ của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi khi mà con rồng tiếp theo có mặt trên bản đồ. Đó là một con rồng thật ra là cũng khá là đáng cạnh tranh. Đó là con rồng lửa. Mặc dù cũng chưa phải là tới linh hồn rồng, nhưng với con rồng này thì khả năng giao tranh của một trong hai đội tuyển sẽ có thể được bổ trợ thêm. Và cùng xem là ở tại con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu này thì khả năng cạnh tranh rồng đến từ cả hai bên sẽ được triển khai như thế nào. Nhưng trước tiên đang có một đợt đẩy với sứ giả được Curse triệu hồi ở tại khu đường giữa. Nó chỉ làm mềm được trụ chứ chưa mang lại trụ trực tiếp cho bên phía của KDF, nhưng họ vẫn đang có rất đông thành viên ở đây với đợt đẩy từ 6 sông hư không nữa. Thì họ vẫn đang có những áp lực cấu rỉa cực kỳ khó chịu. Boon lao lên, đó là một pha lao vào có định in set lên từ Curse, nhưng đó là một pha tốc biến cũng rất nhanh tay từ Paulu để rút lui. Đã đặt được con mắt xuống rồi nhưng mà không kịp hộ thể bởi vì là bị giữ chân lại tới từ Curse. Nhưng mà cái ý tưởng của bên phía Quang Đông Freaks rõ ràng là có, họ cũng không cần phải nhất thiết nhắm vào những người chơi quan trọng như là Karis hay là Envy để làm gì cả. Họ chỉ cần nhắm vào Paulu là đủ rồi. Khi mà cái khả năng mở giao tranh của bên phía Brion họ bị hạn chế đi thì tức là Quang Đông Freaks họ sẽ có khả năng giao tranh nhỉnh hơn. Họ đơn giản là lấy cái tốc biến của Paulu, nhưng cái trụ ở khu vực đường giữa mới là cái mà họ quan tâm nhất, bởi vì cái đường di chuyển ra khu vực hai bờ sông nó sẽ là tốt hơn dành cho bên phía Quang Đông Freaks.
Bên phía của Brion cũng không có ý định giao tranh trực tiếp trong pha vừa rồi, họ chỉ cố gắng giữ lại trụ một đứng giữa càng lâu càng tốt, và với sức ép đến từ đối phương thì họ không giữ được, nhưng ít nhất là khoảng trống họ tạo được dành cho Caris tại khu đứng dưới cũng đủ để Caris có thể mang lại một trụ dành cho bên phía của Brion. Qua đó thì cái lượng tiền cách biệt nó vẫn đang ở con số dưới 1.000 tiền và ngưỡng đồ 2 sắp tới với hai chủ lực bên phía của Brion rồi. Nhưng con rồng nguyên tố thứ hai thì nó không chờ được lâu đến như vậy. Và cùng xem là ở tại tình huống này thì hai đường trên có sẵn sàng dịch chuyển xuống để giao tranh 5 năm hay không. Tôi nghĩ là có đó. Cả hai đường trên đều sẵn sàng với cú dịch chuyển của mình để cạnh tranh con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu này. Trước hết là Morgan đã bấm biến về và Morgan cũng sẽ có thể là đứng ở nhà đợi luôn hay chăng đây. Và anh ta đang bắt đầu đi bộ và bắt đầu dịch chuyển luôn rồi. Vậy là bên phía của Bion họ đưa ra một câu trả lời rằng là chúng tôi muốn là người chủ động ở con rồng này. Curse đang tiến ra, Bulldog đang tiến ra, bắt đầu có những tình huống cấu máu. Buộc sẽ phải dịch chuyển trở lại thật nhanh từ Dudu để sẵn sàng một pha giao tranh. Mắt đã được đặt xuống rồi. Andy đặt con mắt ra để chờ một pha dịch chuyển. Nhưng không cần, bởi vì là Dudu sẽ dịch chuyển gần với cả những người đồng đội của mình. Con rồng còn tầm 2.500 máu, Gideon buộc phải rút ra với áp lực tới từ Curse. Và đó là rồng dành cho bên phía của Bion. Vì vấn đề Dudu đang tràn lên tấn công, nhưng ở bên trong đó là một tình huống dồn sát thương rất là nhanh mọi người của Andy. Vẫn chưa thể đạt để thành công được Bulldog về double kill dành cho Caris. Curse đang bị lạc lối, Envy đang bắn rất thoải mái, tốc biến bỏ chạy, tốc biến sang từ Gideon. Và đó là thêm một mạng dành cho Envy. Bây giờ là tới lượt Dudu. Dudu đang bị lạc, Dudu đang bị vây bởi 5 thành viên của Bion. Nhường mạng thành công dành cho Envy. Rất tuyệt vời, ok Brion. Ok, Saving Bank Brion đã thực sự có một tình huống giao tranh xuất sắc và họ có được hai cú double kill dành cho hai chủ lực của mình, đó là Caris cùng với Envy. Và Caris cũng đã nhanh tay nhấn cú dịch chuyển của mình lên khu đứng trên để họ có thể có thêm công trình. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống này, tình huống mà rõ ràng là bên phía của Brion đã có một pha mở xuất sắc tới từ Paulu. Và người bị giữ chân lại đó chính là vị trí của Andy. Anh ta với một con Minio bị dính một cú móc đến từ Nautilus của Paulu đã bị giữ chân lại và lên bảng điểm số ngay lập tức sau cú bô la băng hàn. Và mất đi Milo, không còn được khả năng hỗ trợ tiến sau dành cho xạ thủ có hai mạng hàn được sớm, đó chính là Bùn nữa. Thì giao tranh bên phía của KDF đã không tìm đủ lượng sát thương để giao tranh với bên phía của Brion. Và hai chủ lực của Brion lại thỏa sức bắn trong pha giao tranh vừa rồi. Và AZ của Caris cùng với Envy mỗi người có được cho mình hai mạng hàn gục. Họ đã tiếp cận được đến món đồ thứ hai. Điểm sáng duy nhất của Quang Đông Freaks trong pha giao tranh vừa rồi là Bùn không phải nằm xuống. Và anh ta được chạy ra khu vực đường giữa để có thể farm thêm một vài con lính. Còn Bion thì đó là hàng tấn hàng tỷ lợi thế với ngay lập tức là món đồ thứ hai nằm trên người của Envy và cũng là món đồ thứ hai nằm trên người của Caris rồi. Ngưỡng sức mạnh của Azir cùng với cả Jerry đã chuẩn bị đạt tới khi mà họ chỉ cần cỡ khoảng tầm nửa món đồ nữa thôi là hoàn toàn sẽ có thể lao lên thực hiện những cái pha giao tranh 2v2, 3v3 thoải mái so với cả Quantum Freaks bên phía bên kia. Mặc dù là cánh trên của KDF ván đấu này sẽ có rất nhiều sát thương đến từ những chất tướng như Aatrox, Lee Sin cùng với Karma, nhưng những chất tướng này ở khâu đi đường họ không tạo dựng được những lợi thế đủ lớn. Và lúc này họ phụ thuộc sát thương hoàn toàn vào Aphelios của Bun. Mặc dù là Bun cũng đã có được hai món trang bị, nhưng khi không còn được hỗ trợ tiến sau là Andy cho thủ giao tranh vừa rồi thì anh ta cũng không thể nào đọ sát thương với cùng một lúc là hai chủ lực của bên phía Brion được. Những pha mở đang cực kỳ chất lượng của Paulu ở trong ván thi đấu đầu tiên này mở ra những lợi thế dành cho Brion, và họ vừa có được con rồng nguyên tố thứ hai, vừa có được hai mạng hạ gục dành cho cả Caris lẫn cả Envy. Họ có luôn trụ đứng trên sau cú dịch chuyển của Caris nữa. Tổng cách biệt về tiền đã được đẩy lên con số gần 3.000 tiền dành cho Brion. Chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn rồng gió ở trong trận đấu này, nhưng xét về phía đội hình của Brion thì đây lại là một con rồng tương đối là hay với cái khả năng giao tranh tinh tiến của họ bằng Sejuani, bằng Azir, bằng Cassante và cả Jerry lẫn Nautilus nữa. Thì mỗi một lần tung ra chiêu cuối thì cái khả năng giao tranh của Brion họ sẽ được kích hoạt lên tốt hơn rất là nhiều với cái tốc độ di chuyển được cộng hưởng. Thì đây lại là hóa ra lại là một cái bản đồ rất là tuyệt vời dành cho Brion. Họ kiểm soát được nhiều rồng hơn và họ cũng đang có được cái tiền đề để có thể tới được với cả linh hồn rồng. Vâng, đúng là linh hồn rồng gió thì nó vẫn luôn là một trong số những con rồng rất là kén đội hình, nhưng cũng may là Brion trong ván đấu này thì đội hình của họ cũng có một vài chất tướng tận dụng tốt cái linh hồn rồng gió này. Cụ thể thì Envy cùng với Morgan có lẽ sẽ là hai người được hưởng lợi nếu như họ kiểm soát thành công linh hồn rồng gió với hai con rồng gió tiếp theo nữa. Và bên phía của KDF thì họ sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện là có nên cạnh tranh những con rồng gió phía sau với bên phía của Brion hay không, do là ngưỡng sức mạnh đội hình của họ thì có lẽ sẽ phụ thuộc vào một cái món đồ thứ ba nữa của Bun để anh ta có thể căng đáng được lượng sát thương dành cho đội bên phía của KDF, và bắt buộc cho bên phía của KDF phải đánh an toàn. Nhưng bên phía Brion đang muốn kích nhanh tốc độ ván đấu này với pha ép Baron. Lượng sát thương theo thời gian với nanh Nashor và mặt nạ thấu cổ của Caris là rất lớn, và lượng tầm nhìn đang cực kỳ hạn chế của KDF khiến cho con Baron đã bị tụt xuống còn có 6.000 máu mà thôi.
Và bây giờ là cả Envy cũng đang tiến vào nữa. Kurs đang bị giữ chặt lại, Kurs không thể vào được. Kurs đang cố gắng lao vào, Kurs không cướp được Baron và Kurs sẽ phải nằm lại. Điểm chiến công tiếp tục dành cho Karis và con Baron chớp nhoáng vô cùng thành công của OK Brion. Brion biết rằng nếu như cứ để ván đấu kéo dài một cách yên bình như vậy thì việc bỏ rồng ổn lại là một pha bola băng hàn mở thành công trúng vào người của Endil, nhưng Endil vẫn có thể rút lui về được với hồi máu. Và sau đó là pha lao lên phân chiến trận đẩy thành công sát về đến từ Karis. Karis tiến Moon lên bảng một đoạn và Moon vẫn có một tình huống kéo theo được pin chip Envy. Karis cũng gãy rồi, dịch chuyển được dùng hơi trễ từ Morgan nhưng anh ta dịch chuyển xuống để đảm bảo rằng Gideon của Paulu vẫn có thể rút lui được. Mặc dù là lấy thành công mạng của Aphelios nhưng họ vẫn có những cái giá phải trả. Và Brion, Morgan vẫn có thể rút lui được với sức chống chịu của mình, nhưng hai chủ lực của họ đều đã bị shutdown trong pha vừa rồi. Đẩy được thành công Moon về nhưng mà hơi đáng tiếc rằng là người hứng chỉ có một mình Envy thôi. Và khi Envy đứng ở đó thì Moon không ngại là tay đôi cùng với cả Envy luôn, và cũng khiến cho Envy lên bảng đếm số. Khi xạ thủ của bên phía Brion nằm xuống rồi thì nguồn sát thương của bên phía Brion cũng đã một phần nào đó bị hạn chế. Và khi mà Karis lao vào quá sâu thì anh ta cũng sẽ phải nằm lại. Nhưng mà trước hết chúng ta cùng xem lại pha này. Đó là một pha mà Kurs rất là nỗ lực để có thể cố gắng tiến vào trong khu vực hang Baron, nhưng Gideon vẫn làm tốt hơn. Đó là một tình huống Kurs vẫn có thể tiếp cận được, nhưng đó chỉ là khâu đầu tiên thôi. Khâu thứ hai là khâu tranh chấp trừng phạt 50-50 thì anh ta là người trừng phạt thua. Và đây là một tình huống mà đúng là khi mà Karis lao vào với phần trên thiên hạ thì anh ta đặt mình vào cái thế nó quá nguy hiểm. Và kể cả là có một cái giáp tăng seeker được kích hoạt nhưng anh ta vẫn không sống nổi. Bộ lợi Baron lúc này thì nó chưa được tận dụng để khai thác thêm quá nhiều công trình dành cho phía Brion. Qua đó thì Baron vào play mới chỉ đổ lại móc trúng. Và đây là một pha móc tốt tới từ Bolu. Bolu móc thẳng vào đầu của Moon và Moon nằm xuống mà anh ta không kịp úa gì cả, tốc biến còn nguyên. Andrew không có chiêu cuối để hỗ trợ cho xạ thủ của mình. Lại là Bolu lên tiếng, Morgan đang kích tốc hành lao lên với tình huống tấn công trực diện và các thành viên bên phía KDF đẩy lui đối phương để tạo khoảng trống đường giữa dành cho hai chủ lực của mình, và họ sẽ có liên tục đó là hai trụ. Thật lòng để mà nói, đánh con Nautilus như vậy thì xạ thủ có hay đến mấy cũng phải chịu mà thôi. Không có bất cứ một cái phản xạ nào đủ nhanh dành cho Boon trong cái pha vừa rồi cả, khi mà Polu cực kỳ chủ động với một tình huống tốc biến quy. Ngay lập tức là găm thẳng vào đầu xạ thủ của bên phía Quang Đông Fritz cộng thêm cả thủy lôi tầm nhiệt nữa. Và chỉ trong vòng cỡ khoảng tầm có giây rưỡi 2 giây là Quang Đông Fritz sẽ không nhìn thấy xạ thủ của mình đâu cả. Con rồng thứ 3 dành cho Brion rồi. Tất cả mọi thứ đang đi rất đúng hướng dành cho OK Brion. Vâng, và vừa rồi là một tình huống mà Paulu đã có một pha tốc biến ma thuật móc thẳng vào đầu xạ thủ đối phương, và rõ ràng đó là một tình huống xử lý đủ đột biến để khiến cho các thành viên bên phía của Quang Đông Fritz bị bất ngờ. Và người bị bất ngờ trong thứ vừa rồi đó chính là vị trí của Boon, người đã bị dính cú móc vừa rồi trong trạng thái là vẫn còn phép bổ trợ tốc biến mà không kịp dùng. Và sau đó thì khu đứng dưới Morgan cũng đang có những áp lực rất lớn khiến cho Dudu bắt buộc phải rút lui ở đường cánh. Những đường cánh của KDF rõ ràng là không có được khả năng để lẻ tốt bằng so với những đường cánh của Brion ở tại thời điểm này. Azir của Karis đã có đầu 3 và Jerry của Envy cũng đã có được cái huyết kiếm của mình rồi. Phía bên kia thì Boon cũng đang trên đường hoàn thành vô cực kiếm ở món trang bị thứ 3. Nhưng trong khoảng thời gian Aphelios tăng tiến sức mạnh như thế này thì bên phía Brion cũng đã làm được quá nhiều thứ. Baron Power Play chỉ có khoảng tầm 2.000 vàng dành cho bên phía của Brion thôi, nhưng mà cũng giúp cho Envy cùng với cả những người đồng đội nâng được cái khoảng cách lên so với cả đối thủ là 5.000 vàng tính tới thời điểm hiện tại rồi. Và bây giờ thì Brion họ cũng đơn giản là họ sẽ đánh cầm nhịp lại một chút xíu thôi, không cần phải vội vàng để làm gì cả. Khi mà càng theo thời gian thì Karis cùng với cả Envy sẽ càng mạnh với món đồ thứ tư khi mà có trên người, thì khả năng giao tranh, khả năng dồn sát thương và kể cả là sát thương theo thời gian của bên phía Brion cũng sẽ là nhỉnh hơn rất là nhiều so với cả Boon và Bulldog bên phía bên kia. Và tiếp tục sẽ là duy trì những cái thế đẩy đến từ Brion, họ sẽ chờ đợi con Baron và thậm chí là cả con rồng thứ tư có mặt trên bản đồ. Vâng, và với một ván đấu mà bản đồ đã được thoáng ra như thế này thì khả năng kiểm soát những mục tiêu lớn đến từ phía Brion sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Và đặc biệt là với hai nguồn DPS, đó chính là Azir cùng với Jerry, họ hoàn toàn có thể hủy diệt Baron với tốc độ là dưới 10 giây, và điều đó có thể khiến bên phía của KDF sẽ không kịp can thiệp. Giống như tình huống trước đó thì cái tốc độ ăn của họ đã là rất nhanh rồi. Và thời điểm này khi đã có thêm nhiều những món trang bị nữa của Karis của Envy thì khả năng cao là KDF với việc không còn trụ nào ở khu vực cánh trên bản đồ thì họ có thể sẽ gặp khó trong việc tiếp cận những con Baron, và nếu như để mất con Baron thứ hai thì nó có thể là công cụ để bên phía Brion có thể chạm vào những trụ bậc thềm và kết thúc ván đấu. Bây giờ thì bên phía của Brion họ cũng đang muốn triển khai cái lối chơi của mình tương tự là như vậy, với rất là nhiều thành viên đang tập trung vào khu vực ở trên của bản đồ. Envy cùng với cả Polo sẽ là người được cử ra khu vực giữa để có thể tiếp tục duy trì cái thế đẩy. Còn lại thì Morgan
với cái dịch chuyển ở trên người thì sẽ thoải mái di chuyển ở cánh dưới. Và bây giờ thì chỉ một tình huống đứng hớ hênh của một trong hai xạ thủ thôi cũng hoàn toàn sẽ có thể khiến cho trận đấu này kết thúc ngay lập tức. Và bây giờ thì khi mà Morgan cùng với cả Polo hội quân cùng với cả Envy thì Bion đang đẩy được một cái đợt lính sẽ là tương đối lớn lên khu vực đường giữa và bắt đầu triển khai dần cái khả năng kiểm soát tầm nhìn ở trong khu vực rừng. Vẫn tiếp tục là những đợt đẩy của Bion ở tại tất cả các khu vực đường trước khi tiến ra những mục tiêu lớn như là Baron, và bên phía KDF đang vào một thế rất khó rồi. Họ để tiến ra Baron sẽ phải đi qua một vùng tối tầm nhìn và sẵn sàng bị bắt lẻ bởi những pha mở giao tranh tới từ những Nautilus hay là Sejuani. Và đội hình của họ thì không có một chống chịu thuần để đi tuyến đầu. Người có khả năng chống chịu tuyến đầu có lẽ sẽ là Udu hoặc là Curse. Với những cái giày thủy ngân trên người của Curse thì anh ta sẽ có thể có được khả năng kháng CC, hoặc là bắt buộc cho Andy phải là người hỗ trợ về mặt giải hữu không chế để rút lui trong những tình huống đối phương mở ngược trở ra. Pha mở nhanh đến từ Gideon, đổi được một cú chiêu cuối với Andy phía bên kia. Và ngay lập tức đó là một pha tập trung đội hình cả 5 thành viên đến từ cả hai bên. Dudu lao lên tấn công nhưng mục tiêu tấn công là Morgan thì quá trâu. Cướp lao vào với vội cướp. Ôi. Anh ta bị dồn sát thương bắt buộc phải rút lui bằng hộ thể sang phía bên kia bờ tường. Cú móc đến từ Nautilus của Paulu, anh ta đang bị dồn sát thương bởi nỗ hỏa kinh mantra và cũng phải tốc tiến đi với khoảng chừng nửa cây máu. Morgan đang đánh chốt chặn ở tuyến đầu và đó là một cú móc đến từ Paulu ép tốc biến của Bun. Bun lần này đã phản xạ kịp chứ nếu không anh ta hoàn toàn có thể phải nằm xuống. Thật sự là mỗi một cú quy của Paulu đang rất là đáng sợ. Và Quan Long Phích sẽ cần phải dè chừng điều đó. Bulldog đang đứng lên từ cao quá. Và đây một tình huống phát triển thế nào. Không còn tốc biến nữa rồi. Và đó là Bull nằm xuống. Garrus, Boy, One Champ, Asia lên tiếng đúng lúc mà Brion cần anh ấy nhất. Và giao tranh này không còn gì để đọc nữa rồi. Bởi vì tất cả những gì Quan Long Phích còn là tàn vỡ quad kill dành cho Envy. Garrus, Envy, Polu, rồi cả Morgan, Gideon. Ai cũng xứng đáng với 100 điểm POG cả. Một tình huống xử lý giao tranh cực kỳ xuất sắc tới từ bên phía của Brion. Đầu tiên là tiền đề đến từ Paulu với cú móc ép tốc biến của Bun. Và khi sao thủ đối phương không có tốc biến thì Garrus đã chớp được thầy cờ. Và với một cú Surima Shuffle đủ đẹp để đẩy thành công sao thủ đối phương về. Và sau đó là một tình huống giao tranh mà chỉ là vét mạng dành cho Envy mà thôi. Thì Envy đã làm tốt công việc vét mạng của mình với tổng cộng là 4 ma hạ gục cú Quadra Kill, giúp cho xạ thủ của Brion đang tiến rất gần đến với món trang bị thứ tư trong kho đồ của mình. Và họ đang có một lợi thế đủ lớn để hướng tới chiến thắng trong ván đấu đầu tiên này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha này. Đầu tiên là lấy đi cái chiêu cuối của Endil. Những cái pha xử lý chiêu thức của bên phía Brion là rất là tốt trong cái tình huống giao tranh vừa rồi. Khi mà không còn chiêu cuối của Endil nữa, khi mà không còn tốc biến của Bull nữa, thì đơn giản là xạ thủ của Conflict không có đường về mà thôi. Bây giờ Garrus đang bị tấn công, có một tình huống đồng hồ ngưng động để có thể câu thêm thời gian. Garrus vẫn còn đang chống chịu được, nhưng chặt rất đau. Nhưng Garrus cuối cùng cũng đã về được rồi. Những cú chặt của Dudu là không đủ sát thương trong pha vừa rồi. Garrus vẫn có thể rút lui về được và dịch chuyển của anh ta sẵn sàng để có thể cạnh tranh con Baron này. KDF sẽ không có nhiều thời gian do đợt lính cùng đường giữa là những con tim vương trí đang bắt đầu áp lực. Paulu đang là người đi đầu để lấy tầm nhìn và có dịch chuyển bọc sau tới từ Garrus, nên nhớ là Bun không có phép bổ trợ tốc biến. Thủy lô tầm nhìn sẵn sàng tới từ Paulu. Bắt đầu là một tiếng tiếp cận với bola la băng hàn, cú móc thành công đến từ Paulu nhưng cái mất máu hơi nhiều. Mạng có dành cho Curse, họ đánh ngược trở ra, họ tấn công vào Morgan. Morgan rút lui và Garrus cũng đang nhận ra là mình đang bị kẹp lại, nhanh ta sẵn sàng lao vào với phần chia thiên hạ. Anh ta đẩy thành công các thành viên bên phía của KDF về, đã có mạng cho Jerry của Envy. Garrus lên bảng đếm số, Envy đang nỗ lực bắn ở tuyến sau. Morgan chuyển sang chơi khô máu, cú đá đau đông khước đẩy xa thủ đối phương ra đến từ Curse. Anh ta dẫn lối, nó không trúng bất kỳ ai và đó là một pha W đủ tốt để Envy kết liễu được Bun. Bun lên bảng đếm số, bỏ lại phía sau là Dudu cũng gãy rồi. Những phát bắn vô cùng chất lượng của Envy. Và với 4 món đồ lớn ở trên người, chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định được rằng là rõ ràng là nguồn sát thương của con Jerry này là không thể nào bị ngăn cản được, trừ khi phải cố gắng sốc một phát khiến cho Envy nằm luôn. Nhưng người bị sốc lại là Bun chứ không phải là Envy. Đẩy thẳng vào nhà chính, Andy và Curse đang có mặt ở đây để cố gắng phòng ngự. Một trụ bảo vệ nhà chính đã bể. Và bây giờ là Brion chuyển qua đánh người. Mạng thứ 10 dành cho Envy. Và cái trụ thứ hai đang bị tấn công và chắc chắn sẽ là 1-0 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Edgar. Một chiến thắng giải tỏa rất nhiều tâm lý dành cho Brion sau những trận thua với tỷ số 0-2 liên tục. Cuối cùng thì họ đã tìm kiếm được ván thắng thứ hai của mình ở tại LCK mùa giải này. Nó chưa phải là một chiến thắng để họ có điểm đầu tiên, nhưng đó là một tiền đề tốt để họ có thể hướng tới chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng ạ, thật sự rằng ở đây sẽ là một cái niềm tin cho tất cả những các bạn khán giả đang theo dõi và dành cái tình cảm cho OK Brion, khi mà cái hũ Hot Steel này chuẩn bị đang sắp được nổ rồi. Và nếu như có thể giữ vững được phong độ thì hoàn toàn chúng ta có thể hướng tới một chiến thắng 2-0 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Edgar. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của ván thi đấu thứ hai, khi mà chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn. Còn bây giờ hãy nghỉ ngơi trong vòng ít phút.